Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Không được, khiêu chiến cả một đêm đều thất bại. Ngân Dực Phi nghĩ tuy rằng lợi hại, bất quá còn chưa đạt tới truyền kỳ cấp. Muốn giết nó không phải là không có khả năng, nhưng phải đánh trúng nó. Kiểu đoạn đại lực thần quyền có thể làm nó bị thương nặng, nhưng thời gian ra chiêu quá dài. Không biết có thể đem đại lực thần quyền cùng với tất quyền mà ta am hiểu kết hợp lại với nhau hay không. Nếu nhân vật ở trong trò chơi chính là ta, như vậy chỉ cần ta ở trong hiện thực lấy tất quyền cải tiến thành đại lực thần quyền, nhân vật ở trong trò chơi nhất định cũng có thể có độ cải tiến. Đây là đang luyện tập cái gì vậy? Tất quyền, phương thức phát lực cùng động tác cũng quá đơn, cũng quá lớn đi. Còn tưởng rằng hắn ẩn giấu một tay, hóa ra là không phải, đi ngủ thôi. Thi đại học bắt đầu. Mấy ngày sau. Quy Đức Cổ Trấn. Nơi này bởi vì xuất hiện dị thứ nguyên khe lứt, làm nó biến thành một chỗ dị thứ nguyên lĩnh vực. Bị dị thứ nguyên lĩnh vực ảnh hưởng, động thực vật phụ cận đều sẽ xuất hiện biến dị. Cổ trấn có quân đội đóng quân, không có giấy thông hành thì không có kẻ nào có thể đi vào được. Thi đại học thực chiến khảo thí. Sắp bắt đầu. Lý Huyền cùng hai đội viên còn lại chưa có tới. Trước đi xung quanh nhìn một chút. Đây là cái gì? Lão cha gọi. Không đúng, là thần bí di động. Di động này căn bản không có công năng nghe gọi, càng chưa bao giờ dùng bao giờ cả. Làm sao đột nhiên lại như vậy? Trước kia làm sao chưa thấy cái chức năng chụp ảnh này? Cái này dùng để làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tự chụp bản thân? Làm sao không chụp được? Chẳng lẽ là hỏng rồi? Nào Hoát Đình, chẳng lẽ thật sự biến thành phó bản trò chơi? Dù sao cũng đang nhàn rỗi, thử chút xem sao. Thật sự là biến thành trò chơi. Đây là bên trong cổ thành. Dị thứ nguyên sinh vật. Khô lâu sĩ binh. Ơi, tuy lần đầu tiên gặp phải tên này, nhưng mà tốc độ và sức mạnh đều không phải là rất mạnh. Dễ đánh hơn đám con kiến đó. Thật hay giả vậy, lần đầu tiên lại xuất hiện đá kỹ năng.
không có cảm giác đau đớn giống như là lúc tập đại lực thần quyền. Luyện được khô cốt trưởng, tiêu hao nguyên khí 1, khô cốt trưởng. Mình nhớ nguyên khí kỹ năng của khô cốt sĩ binh chính là khô cốt trưởng nhỉ? Về cơ bản thì đều là kỹ năng nguyên khí cấp thấp, nhưng tiêu hao cũng thấp thật đấy. Để đi vào sâu hơn nữa, để thử nghiệm uy lực của khô cốt trưởng mới được. Triệu hồi. Kiến đại lực biến dị. Sông nền. Đã đánh giết lâu như vậy rồi, mà ngoại trừ cục đá kỹ năng đó ra thì không còn cái gì cả. Đây là gì? Khô cốt vương. Nhanh quá. Game over. An tịnh. Chú Phong nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Nhưng xem ra chú Phong lại uổng công tốn sức rồi. Người cam tâm sa ngã thì đồ có tốt tới đâu cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Còn nữa, sau này đừng có nói cậu là người của An gia chúng tôi. An gia không có kẻ bất tài yếu đuối như vậy. Mình từ khi nào trở thành người của An gia rồi? Cô ta có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Chu Văn. Nếu lão Dư đã dặn dò thì cậu cứ thả lỏng đi. Cậu đi theo tôi nào được? Chuyện kiếm điểm cứ giao cho bọn họ làm. Được, trái này cũng đỡ cho mình ra sức. Anh Huyền yên tâm, mấy người nhỏ như là lỗ mũi, như Quy Đức Phủ này không có bao nhiêu là thiên tài đâu. Cho dù chỉ có một mình em thì cũng có thể giúp anh ấy được hạng nhất một cách nhẹ nhàng. Xin anh yên tâm, bọn em nhất định sẽ dốc hết sức mình, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố gì cả. Vậy thì tốt, xem ra cũng không có dự định giới thiệu lẫn nhau luôn rồi, quả nhiên là công cụ hình người mà. Xin các thí sinh chú ý, kỳ thi sắp sửa bắt đầu. Xin các thí sinh tập hợp tại nơi người coi thi của mỗi tiểu đội. Sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi tập hợp thôi. Chu Văn. Cậu cũng phải cố lên, Chu Văn. Nội dung kỳ thi lần này là tính điểm dựa trên tinh hạch của khô cốt sĩ binh mà các em giết được. Bảng xếp hạng điểm số cuối cùng cũng là lấy tổng số tinh hạch để mà quyết định. Cuối cùng, chúc các em đánh đâu thắng đó. Đây chính là phong cảnh thứ nguyên được hình thành sau vụ thảm họa lần đó hay sao? Xem ra đúng thật là không cần mình lo lắng cái gì cả. Cũng tốt. Như vậy thì mình có thời gian rảnh để chứng thực phỏng đoán đó rồi. Lại chơi điện thoại. Cậu ta thực sự là hơn người vậy. Quả nhiên.
Không chỉ là cửa thành, mà bố cục kiến trúc của nơi này cũng hoàn toàn trùng với cái ở trong phó bản của điện thoại. Nghĩa nào phó bản của trò chơi đều lấy từ hiện thực. Nói như vậy thì kỵ sĩ đầu lâu đó cũng có. Nhưng dựa theo tìm kiếm khu vực của lúc trước ở trong trò chơi, thì cách kỵ sĩ đầu lâu đó ở vẫn còn cự ly khá xa. Chỉ cần không rời khỏi khu vực thi đấu, chắc chắn là sẽ không gặp phải thứ đó đâu. Cái gì? Game over. Không được, bất luận là né hai cánh tay, là né hai cánh bên hay là nhảy nền thì đoàn tấn công của kỵ sĩ khô cốt này vẫn có thể trực tiếp giết mình ngay lập tức. Uy lực thậm chí còn bá đạo hơn nhiều so với kiến bay cánh bạc. Nhưng rất rõ ràng, kỵ sĩ khô cốt không có duy trì độ nhanh nhẹn cao ở trong suốt cả quá trình. Chỉ khi sử dụng đoàn tấn công thì mới chớp mắt nâng cao tốc độ, chắc là một loại nguyên khí kỹ. Chết tiệt, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng là chết hết cả lũ. Là kết tinh thứ nguyên. Anh Huyền, làm tốt lắm. Lý Huyền, điểm số bây giờ đã rất cao rồi, cũng nên quay về rồi đấy. Thời gian còn sớm, nóng vội cái gì, cũng đâu cần cậu phải ra tay. Vẫn là giết thêm mấy tên để bảo đảm phần thắng đi. Gần đây không có báo động nào có xuất hiện sinh vật thứ nguyên có cấp bậc trên cả truyền kỳ. Cứ tiến về phía trước chắc cũng không sao. Lý Huyền, cậu tin giác quan thứ 6 hay không? Giác quan thứ 6. Từ nhỏ cho tới lớn, nếu tôi sắp gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó, thì tôi luôn sẽ có một loại cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa mỗi lần đều rất là linh nghiệm. Hơn nữa bây giờ cảm giác này rất là mãnh liệt. Còn kéo tới giác quan thứ 6 gì đó luôn, cậu cũng được thật đấy. Anh Huyền, dẫn cậu đi chơi cũng là lẻ mặt của cậu lắm rồi. Nếu cậu làm đội thua thì cậu có gánh vác nổi trách nhiệm hay không? Quy Đức Phủ chỉ là một nơi nhỏ, về cơ bản thì không có học sinh nào dám tự ý ra khỏi phạm vi. Hơn nữa chúng ta đã lấy được điểm số nhiều như vậy rồi, chỉ cần tiếp tục giết đám đầu lâu ở trong phạm vi thì có thể duy trì ưu thế. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm ở khu vực mà mình không hề biết gì cả. Chu Văn nói vậy cũng có lý, vậy chúng ta Giang Hạo, đừng có xía vào. Không ngờ đấy. Hồi phục. Anh hai phái cậu tới. Tiên Thiên Bất Bại. Tôi cũng không ngờ tới cái tên Huyền thiếu đêm nào cũng oanh ca yến hót mà lại tu luyện nghiên khí quyết này. Khác với các nguyên khí kỹ và kết tinh thứ nguyên có được trên người của sinh vật thứ nguyên, nguyên khí quyết là tổng kết từ bản thân con người đối với phương pháp tu luyện nào đó. Vì thế, nguyên khí quyết khác nhau cũng quyết định giới hạn tu luyện khác nhau. Còn Tiên Thiên Bất Bại là một trong số nguyên khí quyết có thể khiến cho giới hạn tu luyện vượt qua cả người phàm và truyền kỳ mà trực tiếp lên tới cấp sử thi hiếm có. Chỉ chẳng qua là nghe nói người tu luyện Tiên Thiên Bất Bại này nhất định là sử nam. Một khi mất chính tiết thì mọi công lao đều đổ sông đổ biển. Nhưng nghĩ sao thì Lý Huyền cũng không giống như là người sẽ tu luyện phương pháp khó khăn này. Cái tên phản bội Giang Hạo không ngờ lại giúp cho Lý Mặc Bạch để đối phó với anh Huyền. Một ngọn núi thì không thể nào có hai hổ, đây chẳng qua chỉ là sự lựa chọn của tôi. Tôi vốn không có suy nghĩ sẽ tranh quyền với anh hai,
nhưng không ngờ anh ấy vẫn là không muốn trả lại mạng sống cho tôi. Hừm, muốn trách thì trách cậu chỉ là giả bộ làm con heo, chứ không phải là con heo thật. Đó nè, bạo lân xa. Không thể nào, cậu rõ ràng là cấp người phàm, sao có thể có sinh vật cấp truyền kỳ được? Chỉ cần khiến cho cấp truyền kỳ trả cái giá tự nguyện thảm khốc, rồi đem trứng của sinh vật thứ nguyên chuyển giao cho người khác là được. Cậu rất thông minh, xem ra anh hai nói không sai. Cậu nhất định phải chết. Cái gì? Không ngờ cậu cũng có sinh vật cấp truyền kỳ. Xem ra đường đường là huyền thiếu mà cũng không có được sạch sẽ lắm nhỉ. Tôi không phải là cậu, còn lâu mới dùng cách tàn nhẫn đó. Muốn đi không dễ dàng như vậy đâu. Lý Huyền đừng. Chết tiệt. Không kịp rồi. Cậu còn ngơi ra đó làm gì, mau đi theo giúp anh Huyền đi. Cậu đi trước đi. Đồ nhát gan. Đúng là hại anh Huyền chăm sóc một kẻ ngáng chân ngáng đường như cậu. Cho dù bây giờ qua đó thì cũng vốn không giúp được gì cho Lý Huyền. Lý Huyền với Giang Hạo đều có sinh vật cấp truyền kỳ, còn mình thì không có. Đụng phải quái vật đó thì đám người mình nhất định là sẽ chết là cái chắc. Bây giờ muốn giúp được Lý Huyền thì chỉ có thể tìm được cách đối phó với tướng quân. Không được, chạy trốn là tiêu đấy. Một khi nó bắt đầu tấn công thì mình vốn không có cách nào tránh được. Quả nhiên, thanh trừng, kẻ xâm nhập. Chết tiệt, đã gặp phải rồi sao? Hết cách rồi, chỉ có thể tiến lên thôi. Nhưng suy nghĩ lại cách chiến đấu với lại. Nhưng suy nghĩ lại cách chiến đấu mới lẫy. Tuy tướng quân khô cốt rất là lợi hại, nhưng nếu ở gần ngựa đầu lâu thì có vẻ có một vài khu vực là điểm mù của nó. Chỉ cần lợi dụng tốt điểm này thì nhất định có thể tìm được một cơ hội sống sót.